Về linh khí khôi phục, tập 40. Thương thế rất là nghiêm trọng, nhưng mà không ảnh hưởng tới tính mạng. Ông chủ, con ngăn lại được, đỡ hắn trốn rồi. Đã làm hết sức, ngài đừng phạt ta. Không sao, dưỡng thương trước đi. Có thấy rõ hình dáng không? Không rõ, ăn mặc áo đen, không rõ mặt mũi. Sức mạnh của hắn rất lớn, tôi không thể... Ông chủ, ngài... Cảm ơn ông chủ. Trước tiên đừng có nói, nội tạng bên trong bị thương không nhỏ đâu. Trước hết trị thương đã, có gì thì nói sau. Mình trước ở âm tổ không xong việc thì bị phạt rất nặng. Có ông chủ thầm thì không trách, mà lại còn giúp ta trị thương. Người có thể đánh bại được, người thì chắc chắn không phải là kẻ vô danh. Sức mạnh của hắn nhất định có thể trả ra. Một tí thử giúp ta quan sát thần chí, đặc biệt là hứa thì mình. Rõ. Thủ lĩnh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lần này hơi mất thời gian đấy. Có phải là gặp chuyện gì rồi không? Thủ lĩnh, là gặp độc xà. Nhưng ta không dùng máy sức, nên hắn sẽ không nhận ra đâu. Độc xà, không ngờ lại là đám bọn chúng. Được rồi, ngươi vô về đi, nhất định không được lộ diện trước bọn họ đó. Rõ. Ba ngày sau, chỗ này sớm đã trở thành nơi tập trung của các thức tình giả. Sao muốn lừa kéo một đám nhân tài sao? Chỉ là muốn tìm một vài tư liệu, hơn nữa cũng là đồ bền cũng có lời mà. Hy vọng cô có bản sao thông tin để tôi tránh bị điều tra nhiều. Sì, cô nghĩ đơn giản như thế sao? Muốn chia sẻ thông tin với cơ quan thì đây là điều chưa ai trong ba gia tộc lớn làm được. Trước tiên thì chớ có từ chối. Tôi vẫn còn một chuyện cần cô điều tra. Ở đây có cái thứ này, giúp tôi phân tích nó. Tôi đoán ở đây có khả năng là thành phần của cấm dược. Cấm dược sao? Cái này lấy từ chỗ nào? Là từ xưởng của trận gia tôi tiếp quản. Gần đây bị chạy chết không ít người. Cơ quan tôi đã điều tra và xử lý xong rồi. Hy vọng là phía bên chính phủ giúp tôi tìm hiểu việc này và giúp tôi điều tra, nhưng mà không được phụ trường thành thế. Được, tôi sẽ mang cái này đi kiểm tra. Nhưng mà cái này khi tôi về thì tôi sẽ báo cáo lại. Thực ra tôi cũng không có quyền quyết định. Cô nói không được là không được hay sao? Đăng ký cái gì? Mày có biết bố mày lại không? À, xin lỗi tiên sinh, tầng 2 là ông chủ dùng để tiếp các vị thức tỉnh giả tới đăng ký, tạm thời không mở cửa. Ta là hội viên cao cấp đó nha, đăng ký cái gì mà đăng ký? Tên giáo họ này thế mà lại dám tới đây. Linh khí có phục. Tờ 41. Tên giáo họ này thế mà lại dám tới đây à? Các người làm cái gì thế? Cứ trực tiếp lên là được rồi. Để ta xem. Ai dám cản ta? Tôi cũng đi đây. Hay là lỗi phiền phức nhỏ này của tôi lại thấy cậu sắp xếp thế nào? Không còn đâu. Không dám phiền tới Bạch trưởng quan. Với lại tôi với cái tên kia cái chút thù hận khi tôi học đại học năm đó. Đó là vậy. Vậy thì cậu từ sự nhé. Không chừng lại do mối tình thanh xuân mà ra nhỉ. Vờ vẫn tôi còn lâu. Đừng có mà giết người đấy. Bye bye. Tiên sinh à, thật là không thể đi được. Cút ra. Ý dạ. Không sao chứ. Cô đi đi, để tao xử lý cho. Tiên sinh ạ, xin ngài chết làm ồn nữa. Muốn chết đi sao? Không ổn. Tay của mình. Ý dạ. Vậy mà cũng dám cản tao à? Để tao xem mày có thể đứng dậy được hay không. Chị công tử mà ra tay thì gạo xây ra cám. Nơi này cấm đánh nhau mà.
Thẩm án. Sao ngươi lại đây? Đây là ông chủ của chúng tôi. Cái gì cơ? Hắn vậy mà lại tiếp nhận khách sang hoàng đế. Ông chủ Thẩm, cái gì? Là ta muốn lên lầu thì làm sao? Giờ nói chuyện về ông chủ như vậy sao? Để tôi chỉnh ngươi một trận. Dựa vào người sao? Tới đây, cho ta xem từ cánh tay của người với hàng bạn của ta còn có thể cử động được hay không. Nhắm mắt lại, ổn định lại tinh thần. Tưởng tượng bản thân giống như là thống soái, là vua, bọn chúng chỉ là tôm tép. Với cái đám tôm tép, côn trùng, thì cậu sẽ làm gì? Ta là vua, bọn chúng là tôm tép. À, là phép thắng lợi tinh thần sao? Bản hộp này là pháp sư à? Lội tôm tép kia cũng dám trước mặt ta, vô về sau. À, mày dám? Tao đánh. Mày vẫn còn chưa phục sao? Cùng mọi nó, tao, ấy da, dừng tay, ấy da, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tạm tạm báo qua cho chúng tôi đi. Ừ, tôi đúng rồi, để cho bọn chúng đi đi. Ok, lão đại, cổ mau. Là do cậu kích phát năng lực của hắn, không sợ bị phản về sau. Cũng may là chỉ đối phó với thức tình và cấp thấp, nếu như lỡ như gặp cao thủ. Chẳng lẽ mình lại không nhận ra được tính cách của mạnh tử sao? Kết phát tiền năng, thủ đoạn nào cũng được đấy. Có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Thẩm An. Xin chào Thẩm Tiểu Hữu, nghe danh đã lâu, đây mới được gặp. Xì, còn dắt bích thần đích thần chúng ta tới, hay cho cái tên tiểu tử nhà người. Đây là kỳ lão, là đầu não của eo. Cớ lão, tôi đến tận đồng lúc. Cậu đem cái sách vừa nãy nói lại cho ngài nghe đi. Tôi đã phải đi trình bày. À, Tiểu Hữu có chuyện gì còn bàn sao? À, chào cơ lão. Đúng là mở cửa đã thấy núi rồi. Tôi hy vọng có thể cùng với chính phủ cùng bắt tay. Về. Cô làm cái gì? Hạ y phong của cậu ta một chút. Bây giờ thì hãy nhảy đi. Cái này cơ lão. À, cậu là cái gì? Máu thả tôi xuống. Ây da, cậu muốn là cái gì? Không phải là cậu muốn nhảy hay sao? Nhưng mà tôi lại không có bạn nhảy cùng. Đáng tiếc là kỹ thuật của cậu lại quá tệ. Cái trò không chế tinh thần này đừng có dùng với tôi. Dỡ ẹc à. Nãy giờ không phải ta nhắc nhở người thì người đã hóa thành cái thằng hâm rồi đó, bị đặt. Tinh thần hợp của Đỗ Hồng Nguyệt có điểm lợi hại đấy. Cậu không được phép sai lầm. Tiêu Hậu à, thưa hạ ta trệt người non dạ, cậu đừng có đợi nhé. Bọn nãy cậu nói muốn hợp tác cái gì đó với chúng tôi sao? Lão hồ ly này rõ ràng là lúc gia đầu này thi triển lão không thể ngăn cản, bây giờ lại tỏ vẻ ra với mình. Những thứ tình giả đang lận trốn thì chắc chắn sẽ nhiều hơn với những gì mà chúng ta đang biết. Tôi hy vọng có thể chia sẻ tình báo với chính phủ. Hiện tại tôi đã thu thập được một số thông tin tức rồi. Cậu thì có lộ tình báo nào để chia sẻ với chính phủ đây? Cô Ngôn. Này cô, trước đây cô là nhà tâm lý học à? Sau khi thiên địa biến đổi lần đầu thì biết bản thân có năng lực thôi miên. Sau đó thì tinh thần lực mỗi ngày đều gia tăng. Bây giờ có thể khiến cho người ta vào ảnh, mất đi ngũ giác. Cơ mà vũ đạo có hơi chút kém đây nha. Đâu rồi, không còn phải nói nữa. Tiêu Hậu, quả nhiên có bản lĩnh thật sự. Chính phủ đồng ý hợp tác với cậu. Yêu cầu chia sẻ tình báo thì có lẽ thương lượng. Nhưng mà tôi cũng có việc muốn nhờ cậu. Tứ đại gia tộc bây giờ chỉ còn ba. Thế gia cho thuốc cấm, ta virus. Còn có các nhà khác tôi không rõ. Ngài muốn tôi có thể đi điều tra đằng sau cái đám bọn họ có gì đúng không? Kỳ lão à, ngài đánh giá tôi cũng quá cao rồi đấy. Nhãn quan của cậu thật không tệ. Sức mạnh của cậu e rằng so với thể hiện vừa rồi còn nhiều lớn hơn. Nhưng mà tôi cũng không muốn nhờ không cậu làm điều này. Trước tiên thì gửi cậu chút quà. Đây là tam bảo đồ sao? Bên trong có gì? Tôi tin sẽ không để cho cậu thất vọng đâu. Để chứng minh thành ý của chúng tôi sẽ phái tới một người hỗ trợ cho cậu.
A Vi Vi, từ hôm nay cô đi theo thắm Tiêu Hổ đây, nghe cậu ta chỉ huy. A Di Cơ tôi sao, cơ lão, yêu cầu gì cũng được sao? Tạm an cậu, tôi chỉ không đồng ý với những yêu cầu vô lý đâu. À, hợp lý thì được, không hợp lý thì phải xem ý của cô ta đã. Thanh Giao, không có ai hỏi ý kiến của tôi sao chứ? Một ngày sau, theo như bản đồ của cơ lão thì đây là đúng rồi. Mà trời lý à, mau nhìn này, con dám gọi tôi như thế thì đừng trách tôi không khách khí nhé. Bây giờ tôi làm chủ của cô rồi, sếp cũ của cô cũng đã xác nhận rồi, cô dám vô lễ với cấp trên sao? Cơ mà về Đỗ Hồng Nguyệt, sao cậu lại biết về cô ta? Ngay cả tôi cũng không biết gì nhiều về cô ta mà. Cái này là bí mật, cô lại đi, tôi nói cho cô nghe. Tôi cũng có nhiều bí mật nữa, nhưng mà không kể cho cô đâu. Tạm An, cậu Tiêu rồi. Tạm An, cậu đứng lại cho tôi. Không đấy, không đâu, chạy qua đây đuổi theo tôi đi. Cậu không biết chữ tử viết như thế nào sao? Vậy có người vô lễ với người đẹp trai nhà giàu đi nè. Cẩn thận. Ây da. Ây. Tạm An, cậu không sợ chứ? À, cô sợ rồi, tôi có thể ứng phó được, không cần lo cho tôi đâu. Tôi là đồng bị thi cốt, thế loại này không ai ai được tôi đâu. Cơm mà quả nhiên là dở ăn, cậu cũng không cút xuống cho tôi. À, coi như là tập thể dục vậy. Ờ, à, cậu sao thế? Có chuyện gì sao? À, chỗ kia. Ý, ý dạ. Tôi thật là không có cố ý mà. Áo của tôi sao mà ngắn như thế này? À, vậy tôi đành chịu thiệt một chút vậy. À, Tám An à, cậu là đồ lúng manh. Cậu mau đi đi, đi trước đi. Áo của tôi không che được hết đằng sau. À, thất lễ rồi, thất lễ. Đến rồi, là chỗ này, cô xem đi. Đây không phải là loại gì quả để dùng cho thức tinh giả sao? Được lắm, số lượng gì quả này đầy có thể lập ra một đội quân đấy. Kỳ lão thực sự là hào phóng đấy. Chàng nhẹ có lão muốn Thẩm An tự xây dựng lực lượng, sau đó thì đi đối phó với tam đại gia tộc, sau này thì eo làm sao có thể cạnh tranh được với Thẩm An nữa. Và đây chính là cuộc giao hai lưỡi sao? Chuyện gì? Không ai rồi, chúng ta bị bảo vệ rồi. Tôi tạm thời sẽ không bảo vệ được cô. Cô gắng thở đi, yên tâm đi, chúng không hại được tôi đâu. Đàm lần số này giao cho tôi. Vẫn chưa hết sao? Chạy mau đi, bọn chúng qua động không thể đối phó được rồi. Ơ, con đã Thẩm An. À, xin lỗi. Tập 43.